Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn làm một bài tập về động cơ một chiều ký tự độc lập với các thông số đã cho như là P định mức, N định mức, U định mức, I định mức và hiệu suất. Và yêu cầu của đề bài là phải đặt tính cơ tự nhiên của động cơ, tính điện trở khởi động sao cho dòng khởi động thì không quá hai lần dòng định mức. Và thứ ba là giả sử động cơ đang nâng tải thế năng và có M định mức thì bằng 0,5 lần có M tải thì bằng 0,5 lần M định mức. Với tốc độ ổn định thì đột ngột đóng điện trở phụ vào mạch phản ứng để tiến hành hạ tải và tính giá trị điện trở phụ cần thiết để hạ tải với tốc độ ổn định bằng 1/4 là tốc độ định mức. Thì đầu tiên với câu thứ nhất thì là vậy đặt tính cơ tự nhiên thì chúng ta cần phải xác định được hai điểm. Thì điểm thứ nhất là điểm với moment thì bằng moment định mức và tốc độ thì bằng tốc độ định mức. Và điểm thứ hai là điểm là moment bằng m bằng 0 và tốc độ thì bằng tốc độ không tải là omega không. Thì với điểm thứ nhất thì chúng ta có là omega định mức thì bằng là n định mức chia cho 9,55 và bằng 323,56. Còn m định mức thì chúng ta sẽ dùng công thức là p định mức chia cho omega định mức là bằng là 177,71. Với điểm thứ hai thì chúng ta đã xác định được là m bằng không rồi. Và chúng ta cần phải xác định là m omega thì bằng omega không. Thì omega theo công thức thì chúng ta có là bằng u định mức chia cho k phi định mức. U định mức chúng ta đã biết rồi và k phi định mức thì chúng ta có công thức là u định mức trừ đi i định mức nhân RU chia cho omega định mức. U, i và omega chúng ta biết rồi và RU thì lại theo công thức là bằng 0,5 nhân 1 trừ đi hiệu suất nhân u định mức chia cho i định mức và bằng là 0,29 ôm. Còn từ đó suy ra được là k phi định mức thì bằng là 1,76 và suy ra được là omega không thì bằng là 340,86 radian trên giây. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai điểm và từ đó chúng ta sẽ vẽ được đường tính cơ như là đường màu đen đây. Sang câu 2 thì người ta yêu cầu là tính điện trở khởi động sao cho dòng khởi động không quá lần hai lần dòng định mức. Thì chúng ta có là y khởi động thì nhỏ hơn hoặc bằng hai lần y định mức và sẽ bằng là 2 nhân 105 và bằng 210 ampe. Chúng ta dùng công thức là RU cộng với cả R khởi động sẽ bằng là U định mức chia cho Y định Y khởi động và sẽ lớn hoặc bằng là 2,86 ôm và từ đó suy ra được là cái điện trở khởi động cần tìm sẽ bằng là 2,86 chia đi RU và sẽ lớn hoặc bằng 2,57 ôm. Sang câu 3 thì giả sử động cơ đang nâng tải thế năng có T loát có nghĩa là M loát bằng M tải bằng là 0,5 M định mức với tốc độ định mức thì có nghĩa là lúc đầu ban đầu thì động cơ sẽ không làm việc ở đường đặt tính cơ tự nhiên bởi vì là tốc độ thì bằng tốc độ định mức rồi thì đáng ra là moment thì cũng phải là moment định mức nhưng không nó sẽ moment thì bằng một nửa moment định mức thôi. Chính vì vậy là động cơ sẽ làm việc trên đường đặt tính cơ màu đỏ. Có nghĩa là ban đầu thì rotor đã mắc thêm một cái điện trở phụ và mình gọi đó là điện trở phụ một. Và sau khi hạ tải với tốc độ ổn định bằng 1/4 tốc độ định mức thì chỉ cần thêm một lại mắc thêm một điện trở phụ mình gọi là điện trở phụ hai. Chính vì vậy là để xác định được điện trở phụ hai thì mình cần phải xác định cả điện trở phụ một ban đầu nữa. Thì ban đầu thì chúng ta có là m thì bằng 0,5 m định mức thì chúng ta có là bằng 88,86 và từ đó suy ra được phương trình đặt tính cơ ban đầu là omega thì bằng omega không trừ cho RU cộng R phụ 1 nhân M chia cho K phi định mức từ cả bình và thay thì lúc đầu là omega thì bằng omega định mức và M thì bằng M tải. Từ đó mình sẽ rút ra được là R phụ 1 là sẽ bằng là 0,31 ôm. Còn khi hạ tải thì phương trình đặt tính cơ sẽ được mắc thêm cả R2, R phụ 2 nữa nên sẽ bằng là omega bằng là omega không trừ cho RU cộng R phụ 1 cộng R phụ 2 nhân M chia cho K phi tất cả bình. Chúng ta sẽ thay là omega thì bằng trừ 1/4 omega định mức, M thì bằng M tải. Tại sao omega lại bằng trừ 1/4 lần omega định mức? Bởi vì là mình đang muốn là hạ tải với tốc độ ổn định bằng 1/4 tốc độ định mức. Chính vì vậy, hạ tải thì omega tốc độ sẽ phải đảo chiều. Chính vì vậy là omega sẽ phải mang dấu âm ở dưới này. Còn một số bạn thì xác định là ở trên này là sai bởi vì là omega vẫn dương có nghĩa là vẫn đang ở chế độ nâng tải.
thì là sai. M thì bằng là M tải. Từ đó mình sẽ rút ra như như giống câu trên thì R R phụ 2 sẽ bằng là bằng 14,1 ô. Như vậy giá trị điện trường phụ cần thiết để hạ tải với tốc độ ổn định bằng 1/4 tốc độ định mức là R phụ 2 bằng 14,1 ô. Vẽ sơ đồ thực hiện đặc tính cơ và mô tả quá trình chuyển điện làm việc thì đây chính là phương trình đặc tính cơ. Đường đặc tính cơ là đường màu xanh lá này. Mô tả quá trình chuyển điện làm việc thì ban đầu thì động cơ sẽ làm việc tại điểm đây mình gọi là điểm A đi trên đường đặc tính cơ màu đỏ, và ngay sau khi mình mắc thêm điện trở phụ 2 thì động cơ sẽ chuyển điện từ điểm làm việc từ điểm A sang với điểm đây là ở đây mình gọi là điểm B với cùng tốc độ là tốc độ định mức. Sau đó thì động cơ sẽ giảm dần tốc độ nhưng vẫn là tăng nâng tải đến điểm đây mình gọi là điểm C thì tốc độ sẽ bằng 0, và sau đó thì động cơ sẽ đảo chiều, có nghĩa là hạ tải đến điểm đây là mình gọi là điểm D thì động cơ sẽ hạ tải với tốc độ ổn định bằng 1/4 lần tốc độ định mức. Ok, chúng ta đã làm xong một bài tập về động cơ đi một chiều cực độc lập. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.